Chào các bạn, chào các bạn quay trở lại với kênh Game Mobile. À, mình đố các bạn trước mắt các bạn đây là môn phái gì nếu như chúng ta không nhìn vào cái ảnh đại diện của môn phái này. À, thì đây chính là Tiêu Dao các bạn ạ, à, Tiêu Dao nữ à, rất là xinh tươi với đôi chân dài rất nuột nà, trên tay cầm ngự hỏa tim long thương. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách chơi con Tiêu Dao này. À, cụ thể là sẽ combo tiêu dao như thế nào, BK lôi đài tiêu dao như thế nào để tạo một cái combo gọi là dồn sát thương cao nhất để kết thúc à, những cái môn phái mà có khả năng hồi máu nha các bạn. À, thì tiêu dao là một phái rất là quen thuộc với nhiều người rồi. À, các bạn chơi ở server mới thì các bạn chỉ cần đến giai đoạn cấp 50, 60 là chúng ta có hoạt động tâm ma. Lúc này các bạn gặp tiêu dao rất là thường thì khi vào tâm ma các bạn gặp một team nào có tiêu dao các bạn sẽ thốt lên một câu rằng ok bên nó có tiêu dao cẩn thận nha như vậy tiêu dao nó là cái gì mà ghê gớm như vậy thì để chơi được con tiêu dao này các bạn cần chú ý cho mình ở ba cái kỹ năng à, các bạn cần chú ý ba kỹ năng đó chính là cái chiêu lăng ba vi bộ nha các bạn và chiêu tam nguyên quy nhất và kỹ năng thứ ba đó là chính là bito thanh phong thì ô uh, oh, sao kỳ vậy ta thường thường tiêu giao các bạn chỉ biết là chúng ta chỉ việc lóc tiêu giao lên bằng cái chiêu lóc sau đó chúng ta tung thất thám là các bạn đã dùng đam được rồi nếu mất máu thì chúng ta sử dụng cái chiêu đậu chuyển tinh di để hút uh, vào quái và hồi máu nhưng mà ở đây mình lại nói đến ba kỹ năng này nó có gì đặc biệt rồi bây giờ mình sẽ uh, cùng với các bạn phân tích nha đầu tiên là mình sẽ nói về cái lăng ba vi bộ trước đi lăng ba vi bộ là một kỹ năng sẽ giúp cho các bạn bỏ qua tất cả tấn công của đối thủ nghĩa là sao À ở đây nó ghi là cứ cách 8.13 giây nó sẽ bỏ qua tấn công 1.46 giây, hình như ở cấp 10 là khoảng 12 giây đó các bạn ạ. À. Mình nhớ không nhầm là khoảng 12 giây ở cấp 10. Ở đây là cấp 10 lên 16 trên 15. Thì cái kỹ năng này nó có nghĩa là như thế này các bạn ạ. À. Mình sẽ dùng một cái ạc khác để mình test cho các bạn xem. À mình sẽ lấy ạc này mình tỉ thí nha với cái ạc này. Đó, hiện tại thì kỹ năng này nó chưa được kích hoạt và nó đang giữ cái kỹ năng ở đó và mình sẽ dùng cái ạc đào hoa, các bạn để ý đến cái ạc thiên nhai của mình nha. Mình sẽ tung những cái chiêu và thiên nhai và các bạn thấy chữ né 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 hiện lên thấy không? Đó bắn rất nhiều và mình né. Đó là không phải vì cái ạc mình né tránh cao mà nó hiện ra chữ né đâu các bạn ạ. À. Đó là do cái kỹ năng này. Đó, lăng ba vi bộ bỏ qua tất cả tấn công. Có nghĩa là đối phương tấn công các bạn các bạn né hoàn toàn. Nó gọi là bỏ qua tấn công. Đó là các bạn thấy là vì sao trong tâm ma thường các bạn phải làm mất né của đối phương trước sau đó các bạn mới tung combo nó mới chính xác được. Đó. Rồi cái kỹ năng thứ hai các bạn cần lưu ý đó chính là cái tam nguyên quy nhất. Rồi cái tam nguyên quy nhất này nó sẽ cho các bạn là cứ mỗi giây nó sẽ tăng 32% tấn công cơ bản tối đa cộng dồn 15 lần và kỹ năng này sau khi trúng địch hiệu quả cộng thêm hiện tại sẽ duy trì trong 4 giây nha các bạn. Nghĩa là sao? À, ví dụ như mình đang đứng trong khu an toàn đi ha. Thì à, hiện tại các bạn xem cái tấn công của mình nè, chỉ có 32.000. Rồi sau đó mình sẽ di chuyển cạc của mình sẽ ra một cái khu vực không phải là khu an toàn thì các bạn thấy là cái tam nguyên duy nhất của mình nó sẽ cộng dồn từng tầng từng tầng lên. Các bạn thấy không? Nó tăng số lên 8, 9, 10 và tối đa là 15 tầng thì tấn công của mình nhận được lúc này sẽ là 480% tấn công nha các bạn và chúng ta thấy hiện tại tấn công của mình lên tới 51.000 tấn công. Đó. Các bạn thấy không? Là cái hiệu quả của cái kỹ năng tam nguyên duy nhất này, đó là cái vế đầu tiên nha các bạn, mỗi giây tăng 32% tấn công. Và khi các bạn dùng kỹ năng trúng địch, hiệu quả cộng thêm này nó chỉ duy trì 4 giây, có nghĩa là khi các bạn dùng một trong bốn kỹ năng này các bạn đánh trúng mục tiêu thì cái kỹ năng tên nguyên duy nhất này nó sẽ có thời gian duy trì là 4 giây Sau 4 giây nó sẽ mất và nó sẽ tích dồn ngược trở lại Tích dồn trở lại ban đầu các bạn có nghĩa là Bây giờ mình sẽ dùng cái lúc này là tấn công các bạn cao nhất Chúng ta có tới 51.000 tấn công nha các bạn Bây giờ mình sẽ lóc đối phương lên Đây các bạn thấy không Bây giờ cái này nó giảm rất nhanh và mất luôn số 15 Đó Và bây giờ nó sẽ tích lại từ đầu Có nghĩa là Sau khi các bạn dùng kỹ năng thì các bạn sẽ có 4 giây nhận được cái trạng thái tấn công 51.000 lúc nãy đó à, lúc này các bạn sẽ tung những cái combo khác và các bạn đánh thường thì cái sát thương các bạn là cao nhất rồi các bạn lưu ý nha là sau khi tung kỹ năng các bạn lưu ý là chúng ta cần phải tích được cái tam nguyên duy nhất này lên 15 điểm thì cái combo các bạn mới hiệu quả và sau khi các bạn tung kỹ năng thì chúng ta phải dồn tất cả các combo cùng một lúc tại vì sau 4 giây cái tam nguyên duy nhất này nó sẽ mất hiệu quả đi và nó sẽ tích lại từ đầu rồi một cái kỹ năng thứ ba mình cần lưu ý đó chính là cái Bito Thanh Phong. Bito Thanh Phong này xung quanh cứ thêm một kẻ địch sẽ tự động tăng thêm 96% kháng tất cả và 40% tấn công cơ bản. đó thì các bạn thấy là xung quanh chúng ta có thêm một kẻ địch thì nó sẽ tự động cộng cái này lên do đó các bạn thấy là càng đông người thì tiêu dao sẽ càng trâu và tối đa cộng dồn nó là 6 lần như cái vậy các bạn thấy là lúc nãy à, mình chỉ kích hoạt được cái tài nguyên duy nhất này và mình được tăng lên tới 51 000 ngàn tấn công mà bây giờ mình thêm cái Bito Thanh Phong các bạn thấy mình được lên 60.000 tấn công à, rất là nhiều nhưng mà cái chính ít này thì không có trong tâm ma nha các bạn các bạn lưu ý nha rồi đó là ba cái mình lưu ý cho các bạn bây giờ mình sẽ thực nghiệm BK con tiêu dao này với các môn phải cho các bạn xem Trận đầu tiên mình sẽ đánh với một Thúy Yên có mốc lực chiến là 14 triệu 7 à, Tương đương là trên lệch mình 500k lực chiến thì ạc Thú yên này đang sử dụng kỹ là đồng phu thiết cốt nha các bạn ơi à, Và với việc sử dụng kỹ đồng phu thì thiếu yên sẽ rất là trâu Cực kỳ trâu Và với khả năng hồi máu bá đạo của mình nữa thì Thú yên chắc chắn sẽ rất là khó kết thúc và khi các bạn đánh với Thúy Yên, các bạn chú ý là chúng ta cần phải né cái cục băng của Thúy Yên. Tại vì cục băng của Thúy Yên sẽ xóa đi cái hiệu quả tam nguyên quy nhất mà các bạn đã tốn thời gian tích lũy nha. Rồi mình đã có được 15 điểm, bây giờ mình sẽ hút Thúy Yên vào, lóc lên, hút rồi các bạn ạ. À. Thúy Yên đã kinh công rất kịp lúc, bây giờ thì mình sẽ à, cố gắng tranh thủ trong cái khoảng 4 giây đó mình sẽ đánh vào Thúy Yên để tạo đam. Nhưng mà hầu như là Thúy Yên không mất nhiều máu, à, bên cạnh đó thì mình mất khá nhiều máu các bạn ạ. À và giờ đây các bạn thấy tiêu dao là khi các bạn có được cái tuyệt học nó có khả năng hồi máu cho tiêu dao rất nhiều khi sinh lực các bạn tuột xuống dưới 50% thì với cái cấp tuyệt học của mình hiện tại là cấp 6 thì mình sẽ hồi được 1.55% sinh lực tối đa rất là nhiều các bạn ạ à. rồi đây là combo thứ hai và vừa đủ đam để kết thúc được cái bạn thủy yên thì phải nói là trong cái tình huống vừa rồi là mình khá may mắn khi mà cái chiêu bạch hồng quán nhật của mình nó nổ được bạo kích do đó mới kết thúc được thủy yên nha các bạn thì đây là một tình huống khác mình sẽ đánh với ạc thủy yên này cái trận đầu tiên là mình rất thuận lợi trong cái vấn đề dồn combo à, với bạn thủy yên bên kia và trận này thì không biết sẽ như thế nào đây rồi vẫn là chiến thuật cũ mình sẽ chờ tích đủ điểm của cái chiêu tam nguyên duy nhất và lóc lên sau đó rồi không thất thám được các bạn ạ Thúy yên đã tung cục bằng rất kịp thời và xóa đi luôn cái tam nguyên duy nhất của mình Bây giờ thì mình sẽ cố gắng cấu rỉa máu Thúy Yên xuống để cho Thúy Yên lên cái chiêu 7x các bạn ạ, cái chiêu nội tại. Rồi trong sự cố gắng cấu rỉa của mình thì Thúy Yên cũng đã cấu mình xuống 50% máu nhưng mà mình có được khả năng phục hồi thiên phú. Bây giờ thì đã hồi máu trở lại rồi các bạn ạ. Thật ra thì các bạn chỉ cần tích khoảng từ 9-10 điểm là chúng ta có thể đánh được rồi nha Không nhất thiết các bạn phải tích tới 15 điểm đâu à, Vì thời gian các bạn tích 15 điểm chúng ta có thể bị đối phương à, giết bất cứ lúc nào Rồi bây giờ mình đã có đủ điểm rồi nhưng mà chúng ta chưa có combo Rồi cục băng thú yên tung ra và đã xóa hết các điểm của mình Hơi bị đen các bạn ạ à. Trận này sẽ hơi khó khăn tại vì thúy yên bây giờ đã có kinh nghiệm đánh với tiêu dao rồi ok thúy yên đầy máu thì mình sẽ tiếp tục cấu máu các bạn ạ à. Bên cạnh đó thì các bạn biết là con gấu của Thúy Yên thì nó sẽ có tác dụng là giảm tấn công của mình nữa. Do đó cái đam tiêu dao sẽ tung ra không được cao. Do đó các bạn chú ý là chúng ta cần phải đợi hết con gấu của Thúy Yên thì các bạn hãy đánh. Nhưng mà khoảng thời gian nó rất là ngắn nha các bạn. Cực kỳ ngắn để canh được cái khoảng thời gian đó thì sẽ hơi khó. Rồi có kết thúc được Thúy Yên hay không? Thúy Yên đang mất rất nhiều máu. Và mình cũng đang mất rất nhiều máu nhưng mình có khả năng phục hồi. Thúy Yên cũng có khả năng phục hồi. Bây giờ Thuy đang bị tàn phế rồi Chắn máu rồi các bạn ạ à. Rất tiếc Nếu mà tình huống vừa rồi chúng ta sử dụng cái kỹ băng nhuận Và các bạn có được một combo mới Thì có lẽ Thuy sẽ ra đi Nhưng hiện tại mình đang test cái kỹ Một nhiều thành phong nha các bạn ơi Rồi 7 điểm rồi 8 điểm rồi Lock lên vừa đủ 9 điểm Rồi không kịp thất thám các bạn ạ à, Bị đông băng thế là combo fail thì các bạn thấy là trong rất nhiều tình huống để có một cái combo chuẩn thì rất là khó nha các bạn ơi. Thì trên lý thuyết là như vậy, chúng ta cần phải luyện tập nhiều và phải dựa vào độ may mắn của các bạn nữa. Hiện tại thì mình nghĩ là trận này sẽ kết thúc theo ăn đam các bạn ạ. Mình đang hơn đam rất nhiều, tiêu dao hơn đam rất nhiều. Không không, Thúy Yên đang trắng máu rồi. Và kết thúc như vậy là không đủ thời gian để kết thúc các thiên này các bạn ạ. Cũng hơi tiếc. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang trận thứ ba và trận thứ ba này mình sẽ đánh với một ạc Long Tước nha các bạn. Long Tước có mức lực chiến là 14 triệu 8 và hơn mình 600k lực chiến nha. À, Long Tước đang sử dụng cái kỹ là thiên địa quy tâm, do đó khả năng sốc đam rất cao. Mình phải thật cẩn thận. Và cái anh bạn Long Tước này à, hiện tại đang biết về ca, nói chung là đã biết cách combo long tước rồi các bạn ạ à. À, sử dụng mê thần mê thần ảo ảnh kết hợp với đao thần giảng thế rất khó chịu à, khi lông tước tung cái đao thần giảng thế thì các bạn cố gắng tìm đường để tẩu thoát nha các bạn ơi tại vì lúc này né tránh của lông tước nó gần như né tránh của cái bang à, do đó các bạn đánh sẽ rất là khó trúng cực kỳ khó trúng à, mình cố gắng chạy thôi chứ đánh lại thì cũng đứng lại chỉ có ăn đam thôi các bạn ạ à. Rồi mình tích đủ điểm rồi, bây giờ lóc lên một cái thất thám tung ra một cái bạch hồng quán nhật nữa các bạn ơi, rồi fail rồi. Trong cái lúc vừa rồi anh bạn chúng ta đã lên cái chiêu đao thần rất kịp lúc để né được cái chiêu bạch hồng quán nhật của mình. Rồi bây giờ mình sẽ cấu máu nha các bạn, mình cấu máu một tí à, cho cái lông tước này yếu máu đi. Rồi bây giờ mình sẽ chờ tích điểm nha Mình sẽ chờ tích cái tam nguyên duy nhất Mình sẽ chờ hồi cái lóc 6-7 điểm rồi Các bạn chỉ cần tích khoảng à, Gần 10 điểm thôi là chúng ta sử dụng được rồi các bạn ạ Như vậy mình đã rất là Dễ dàng chiến thắng được các lông tước này Rồi bây giờ mình sẽ đánh lại với các lùng bắn muối cho các bạn xem một lần nữa nha À, lần này mình sẽ cố gắng combo thật là chuẩn xác cho các bạn xem rồi thiên đang tạo các cái skill để khuấy động lôi đài và cấu rỉa cái né tránh của mình các bạn ạ mình đã có được rồi xong mất điểm bị trúng cục băng của Thúy Yên rồi như vậy mình phải chờ tích lại combo các bạn ơi à, rất là khó khăn Lọc lên thất tham tung ra bạch hồng quán nhật nào hit vận thiên vẫn chưa chết tiếp tục cấu rỉa bằng đầu đánh thường các bạn Yên có chết hay không Yên đã chạy được rồi lúc nãy mình tích được 13 điểm và không đủ đam để giết thúy yên rất may mắn cho thiên vừa rồi đã né được cái chiêu bạch hồng quán nhật của mình nhưng mà không né được cái thất thám và thiên đã ra đi đây các bạn thấy là chúng ta tung được combo gọi là chuẩn và không bị quấy nhiễu bởi những đòn đánh kế tiếp thì các bạn sẽ dễ dàng kết thúc được thi yên à, bây giờ mình sẽ tiếp tục thử lại với một trận với cái ạc long tước này nha các bạn cho các bạn xem tiếp một trận với long tước thì long tước các bạn biết là solo đôi đài rất là khó chịu rồi nếu mà các bạn combo chuẩn bk chuẩn và biết cách để dùng đam đối phương Đó, nhưng mà anh bạn mình có vẻ như là chưa biết được cái À, những cái chiêu của tiêu dao các bạn ạ. cái anh bạn của mình chưa biết được là cái chiêu lăng ba vi bộ của tiêu dao là nó có khả năng né tránh à, tấn công của đối phương trong một khoảng thời gian và thêm vào đó mình sử dụng thêm cái kỹ mục như thanh phong thì các bạn như vậy mình có tổng thời gian né tránh được đòn đánh của đối phương đến hơn 3 giây ở trong 3 giây đó mình hoàn toàn bất tử các bạn ạ rất khó chịu phải nói là rất khó chịu với cái kỹ này nhưng mà khi các bạn sử dụng kỹ mục như thanh phong á, thì à chúng ta rất là khó canh thời gian các bạn phải canh được thời gian của cái kỹ thì các bạn mới phát huy được hiệu quả của kỹ này còn nếu không thì các bạn chơi cái kỹ băng nhuận thì solo tiêu dao nó cũng hiệu quả hơn các bạn có thể có được hai combo cùng lúc Đó thì các bạn sẽ kết thúc được cái phương nó sẽ dễ dàng hơn là cái kỹ này rồi hiện tại long tước đang mất rất nhiều máu rồi khá nhiều máu các bạn ạ à. bây giờ mình đang có 15 điểm nha, à, mình sẽ chờ hồi cái lốc, à, nếu mà cái lóc mình hồi chắc chắn là đặt long tước này sẽ ra đi. Bây giờ sẽ kéo lại và lóc lên. Trượt rồi các bạn ạ. à, à long tước đã né được cái đòn đó của mình rất tiếc trong cái combo vừa rồi. Và bây giờ mình phải tích điểm lại từ đầu. Long tước đã tung ra cái mê thần ảo ảnh thì với cái mê thần ông ảnh sẽ làm các bạn giảm đi tấn công rồi giảm tốc độ di chuyển rất khó chịu nha các bạn và tăng né tránh cho long tước tăng kháng long tước rồi đó lúc này long tước rất là trâu ok lốc lên nào và mình nghĩ long tước sẽ ra đi trong cái combo này chắc chắn rồi à, tiêu dao đúng là một phái solo cực kỳ khó chịu rồi sau một buổi hồi cai cú đánh không lại mình thì ông anh của mình ông đã quyết định đổi về tiêu dao rồi các bạn ạ à và đây sẽ là một trận solo giữa hai tiêu giao có mốc lực chiến tương đối là cân bằng với nhau, ạt à, của ông anh mình là 14 triệu 8, đang sử dụng kỹ thiên địa quy tâm và mình à, sử dụng kỹ một như thanh phong, thì à, chắc chắn là ông anh của mình vừa chuyển sang tiêu giao thì không có hiểu rõ combo của tiêu giao của các bạn cũng như cái việc tích điểm à, như thế nào, cũng như là cái chiêu né tránh của cái lăng ba di bộ đó. Thì mình sẽ lợi dụng cái điểm này để mình thành ông anh của mình nha. À, các bạn lưu ý là chúng ta thường xuyên trong khoảng thời gian các bạn chờ tích điểm hoặc là chờ hồi cái lóc á. Các bạn cố gắng đánh thường để làm mất đi cái né tránh của đối phương nha. À, để khi các bạn lóc trúng đối phương thì nó sẽ trúng hoàn toàn đối phương không có né. Ok mình hồi lóc rồi. Có lẽ bây giờ mình sẽ tung cái lóc các bạn ạ. À. Hút lại. Lóc hụt rồi. Tiếp tục lóc. À, khi các bạn lóc đối phương mà không nhất bổng đối phương được lên không thì các bạn thất thám nó sẽ không có được ít hai đam nha các bạn ơi à, do đó nó bị fail combo mà vì sao mình lóc kia không nhất bổng lên được đó là do cái hiệu quả kháng tỷ lệ bất lợi của bên đối phương đó cái cái hiệu quả nó mang lại cái uh, cho các bạn cái khả năng là tránh được tình trạng nhất bổng của tiểu giao rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục thực hiện một cái lock nữa, bây giờ full combo và full điểm 15 rồi Tiếp tục thất thám và không nhấc bỏng các bạn nhưng lần này đã đủ đam để kết thúc được cái ông anh của mình Đó là cách các bạn combo tiêu giao, à, một combo dồn đam rất là mạnh Và trận này là một trận mình sẽ đánh với một ạt tiêu giao 17 triệu 2 lực chiến các bạn ạ à. 17 triệu 2 thì ạc này sử dụng kỹ gì thì mình không rõ Nhưng mà trên mình tới 3 triệu lực chiến lận thì cũng hơi khoai một tí Rồi bây giờ mình sẽ cố gắng cấu rỉa trong cái giai đoạn đầu à, như thế nào nhưng mà mình định cấu rỉa người ta bị người ta cấu rỉa lại một lượng máu khá khá rồi các bạn ạ. À. Một combo của mình không xi nhê gì với hạt kia luôn các bạn ơi, chỉ cấu được khoảng 30% máu mặc dù mình đã tích được 15 điểm tam nguyên duy nhất à, nâng cái tấn công của mình lên rất là nhiều. Rồi mình lên né tránh. Ok, với cái tuyệt học mình đã hồi được máu rồi, bây giờ tiếp tục tuột máu và cấu rỉa, cấu rỉa, chờ combo thôi các bạn ạ à. 15 điểm rồi, bây giờ mình sẽ chờ nha, chờ thêm cái bạch hồng Lóc hụt rồi, tiếp tục lóc lên và thất thám tung ra Cái bạo kích rất ít các bạn ạ, à. mặc dù cái ạc của mình hiện tại tỷ lệ bạo kích đang là 17.000 nha các bạn 17.000 bạo kích là một cái con số rất cao nhưng mà lại không thể nào nổ được cái đam bạo kích liên tục cho các bên kia. Rồi bây giờ mình sẽ chờ tích điểm à, kia chỉ còn 50% máu thôi các bạn ạ, hy vọng mình sẽ có một combo hiệu quả. Vẫn không có sát thương bạo kích các bạn ơi, bạo kích rất ít và đam sát thương trắng rất nhiều, mình mất máu rồi phải chạy thôi các bạn ạ. Hiện tại mình đang thua đam sát thương rất là nhiều khoảng 50% Nhưng mà điều này cũng dễ hiểu thôi các bạn ơi Tại vì ạc bên kia họ trên lực chiến mình tới 3 triệu Quân hàm truyền thiết thì mình không thể nói được điều gì rồi Bây giờ chúng ta sẽ tích điểm tiếp nào Được 6 điểm rồi, 7 điểm đó, mình đã né được cái lóc của đối phương 13 điểm rồi các bạn ạ à. Hốt Và chuẩn bị Lóc lên nào Thất thám các bạn ạ à. Vẫn không đủ đam À quá trâu Rất ghê cấn các bạn ạ à, Rất ghê cứng. À, Tiêu gia mặc dù trên là lực chiến khá khá Nhưng mà Nếu các bạn chịu khó combo Chạy à, Chờ kỹ năng và với khả năng hồi máu thì cũng rất là khó kết thúc được tiêu giao. Nhưng mà nếu mà xét theo thời gian của trận đấu hết, kết thúc thì chắc chắn mình sẽ thua đam các bạn ơi. Hiện tại đang thua rất là nhiều sát thương rồi. Bây giờ chỉ còn 10 giây mà cái lốc của mình còn đến 20 giây, chắc chắn là mình không kết thúc được à kia và mình nghĩ trận đấu này sẽ dừng lại ở mức là tính theo sát thương và chắc chắn là mình sẽ thua trận này. Ok, quá rõ ràng rồi các bạn ạ. À. À, như vậy rất khó khăn để có thể kết thúc được cái đó. Rồi bây giờ là một trận đánh cổ tiêu giao và trường ca 15 triệu mốt nha các bạn. Hơn mình một triệu lực chiến nha. Và các bạn biết là trường ca bây giờ nó rất là mạnh. Hầu như là khắc được. Không phải khắc được mà là với những môn phái khắc hệ với nó. Mà chơi được chiến không nhiều thì sẽ bị trường ca vả cho sắp mặt nha các bạn. Ví dụ như trường hợp này trường ca hơn mình một triệu lực chiến thì sẽ như thế nào đây? Và có vẻ như là mình sẽ sơi ạc này nhẹ nhàng. Nhưng mình sẽ cho các bạn thấy một trường hợp khác là trường K sẽ hành lại tiêu giao cho các bạn xem. Rồi, kết thúc nào? Vẫn chưa kết thúc được. Hút vẫn hút. Mình nghĩ là với cái chiều thất thảm thì ạc này sẽ ra đi. Vâng, đúng rồi các bạn ạ. À. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem. Đây là trường K 17 triệu tư như vậy trường ca này trên mình 3 triệu lực chiến Lúc nãy là trường ca hơn mình 1 triệu thì bị mình hành Và bây giờ trường ca hơn mình 3 triệu thì sẽ như thế nào đây Các bạn biết là với trường ca Một ạc trường ca à, thua lực chiến với ạc đoàn thị 3 triệu đi Ví dụ trường ca một ạc trường ca 15 triệu và ạc đoàn thị 18 triệu thì trường ca dễ dàng kết thúc được đoàn thị Nhưng mà tiêu giao với mốc lực chiến thua trường ca 3 triệu Thì nó sẽ là một vấn đề khác nha các bạn tại vì trường ca bây giờ nó được bút lại khá mạnh, cực kỳ mạnh và mình rất là khó để có thể kết thúc được cái hạt này. tại vì các bạn biết là cái vòng của trường ca khi nó đặt ra đó cái vòng à, gian trục nguyệt thiên này các bạn ạ, à, khi trúng mình á, thì mình sẽ bị giảm tấn công, à, giảm rất là nhiều thứ, giảm những cái tỷ lệ thuộc tính. À, khi tấn công các bạn bị giảm rồi chúng ta rất là khó tạo được cái combo mạnh. Rồi khi trường ca nó có cái thuẫn thì nó lại ngăn được sát thương nữa các bạn ạ à. Rất là khó luôn Và nó lại có khả năng hút sinh lực Bây giờ thì mình chỉ có cách là cấu rỉa máu cho bạn này từ từ Cho họ mất máu từ từ và sau đó chờ một combo thôi Hạt này thì đang sử dụng cái kỹ là băng thanh Ngọc nhuận nha các bạn Rồi một cái lóc tung ra thất thám cũng được tung ra Và không được bao nhiêu đam cả Rất khó Trường ca khá là trâu Phải nói một trùm solo lôi đài một thời như tiêu dao Lại phải vất vả với một ạt trường ca như thế này Cực kỳ vất vả luôn các bạn ạ à. Mình rất trâu Chỉ cần mình được chạy là mình sẽ hồi máu ngay hiện tại thì mình đang sử dụng cái kỹ đó chính là một như thanh phong thì với một lần hồi máu mình hồi được khoảng hai mươi mấy ngàn máu các bạn ạ à. nếu mà mình sử dụng cái kỹ đồng phu thiết cốt hoặc là băng thanh ngọc nhuận thì mình hồi đến hơn ba mươi ngàn máu một lần thì nhà hút hầu như là không có đam luôn các bạn cái thuận rất là trâu và khi thuận kết thúc thì bạn ấy lại đặt cho mình cái vòng mình lại giảm tấn công và có lẽ trận đấu này sẽ kết thúc dựa vào việc tính đam thôi các bạn ạ à, hiện tại mình đang ngang ngửa đam với trường ca à, cũng dễ hiểu thôi do khắc hệ mà các bạn mình thì không thể kết thúc được ạ kia à, và mình nghĩ là video về việc bk của tiêu giao với các môn phái thì cũng đến đây là hết rồi các bạn ạ à. À, mình rất muốn là bk với hầu hết nhiều thật nhiều với môn phái khác nhưng mà do là trong bang trong server của mình thì kiếm được những ạt bằng lực chiến mà họ chịu đổi về tất cả các môn phái để solo với mình thì hơi khó do đó mình chỉ có thể thực hiện được một vài trận thôi nha các bạn ơi à và nếu các bạn nào thấy video này hấp dẫn và thú vị hãy cho mình xin một like một chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo à, xin chào và hẹn gặp các bạn ở những video sau